Xin mến chào cả nhà, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Vào clip mới nhất vào buổi trưa ngày 13 tháng 12 thì đến với clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được vài sản phẩm để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Đây là tổng quan một số loại sản phẩm sẽ có trong video ngày hôm nay mà bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Thì hôm nay là có bàn ủi nha cả nhà ha, bàn ủi con gà nha, có con cá sấu bằng đồng nữa nè, bên cạnh đó là kèm theo các chân đèn nha, Phật Di Lặc, rồi có bộ trà, rồi có quàng thần tài nha, đó, có gồng ha, có đỉnh đồng cũ. Thì sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong nội dung ngày hôm nay, buổi trưa ngày 13 tháng 12 để gửi đến cả nhà mình. Và đầu tiên mã số 1 là giới thiệu với cả nhà mình, đây là một cái bàn ủi con gà, tổng trọng lượng là khoảng 7kg, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem nha, đây là một cái bàn ủi con gà 1908, hai bên là có hai con gồng nổi. Đây cả nhà mình cùng xem ha, ở trên đầu là có hình ảnh một con gà nha, tổng trọng lượng là khoảng 7kg. Và chiều cao của cái bàn ủi này được rơi vào khoảng là 24cm. Rồi bề ngang là có khoảng là 26, chất liệu bằng đồng. Hai bên là có hai con gà nổi, đây cả nhà mình cùng xem ha. Hai bên là có hai con gà nổi nha, hai con gồng nổi chứ, ở trên là con gà. Và ở trong này là có đóng 1908 nha, còn này đầy đủ các chỉ than. Đây cả trên con gà cũng có đóng là 1908 nữa. Thì cái bàn ủi này mã số 1 đầu tiên thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó, đây là một cái bàn ủi mã số 1 thì có giá giao lưu với cả nhà mình. Cái bàn ủi này là 3.200.000 cho mã số 1 có trong video hôm nay. Mã số 1. Rồi, mã số 2. Mã số 2 là một tượng đồng. Đây là một tượng đồng chú bé thổi kèn. Đây là một tượng đồng châu Âu. Hình ảnh một chú bé thổi kèn, chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 5 kg 8, chiều cao tổng thể là 38cm. Bề ngang của chú bé thổi kèn là có khoảng là 19, chất liệu bằng đồng. Và chú bé thổi kèn của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình tác phẩm chú bé thổi kèn như thế này là 2.500.000 cho mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là tượng Phật Di Lặc. Phật Di Đà. Đây là tượng Phật Di Đà, chất liệu bằng đồng. Thì tổng trọng lượng của tượng Phật Di Đà là khoảng 3.9 kg, chiều cao tổng thể là khoảng 36cm. Bề ngang là có khoảng là 10 17, chất liệu bằng đồng xưa. Thì tượng Phật Di Đà của ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có giá giao lưu với cả nhà mình. Tượng Phật Di Đà thì sẽ có giá giao lưu với nhà mình là 2.800.000 cho mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đây là một tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, chất liệu bằng đồng. Và tổng trọng lượng là khoảng 2.8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 27. Bề ngang là có khoảng là 15, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng như thế này là 1.800.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc ha, 1.800.000. Đó, đây là mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là Phật Di Lặc. Đây là mã số 5 là tượng Phật Di Lặc, chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 7.2 kg. Và bề ngang của tượng Phật Di Lặc là tầm có khoảng là 29cm. Rồi chiều cao là 20, chất liệu bằng đồng. Và đây là mã số 5. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000 cho mã số 5. Đây cả nhà mình xem ha. Mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 trong ngày hôm nay thì bên em còn được một con cá sấu. Đó, một con cá sấu chất liệu bằng đồng. Đây cái này em xem nha, rất là độc lạ luôn ha. Con cá sấu này mã số 6. Tổng trọng lượng là khoảng 1 kg và chiều dài tổng thể là có khoảng là 24, rồi chiều cao là 8cm. Có giá giao lưu cả nhà mình 1.100.000 nha cho một con cá sấu chất liệu bằng đồng xưa của ngày hôm nay. Đây cái này em xem ha, con cá sấu chất liệu bằng đồng xưa nha, mã số 6. Rồi, mã số 7 là một con cá. Mã số 7 là một con cá kim, một con cá chép nhã ngọc. Chiều cao tổng thể là 38. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 22. Chất liệu bằng đồng và một con như thế này. Bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 2.000.000 cho một con cá chép nhã ngọc, nhã ngọc Phun Châu của ngày hôm nay. Đây là mã số 7. Rồi, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì còn được cặp chân nến 5 ngọn, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem, một cặp chân nến ha.
Đó, đây là một cặp chân nến 5 ngọn nha, chất liệu băng đồng. Bao gồm 5 ngọn nến ha. Đó, rất là đẹp nha. Đây là mã số 8. Có trong video hôm nay tổng trọng lượng là khoảng 4,2 kg cho cặp chân nến 5 ngọn này. Và chiều cao tổng thể là 38. Bề ngang tổng thể là 17. Chất liệu băng đồng và có giá giao lưu cả nhà mình mã số 8 của ngày hôm nay. Có giá giao lưu với mình là 2,4 triệu cho mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9 của ngày hôm nay thì bên em còn được một tác phẩm là nữ thần tiền tệ chất liệu băng đồng. Đây là một tượng nữ thần tiền tệ ha, chất liệu băng đồng. Và tổng trọng lượng là khoảng 2,8 kg. Và chiều cao của tượng nữ thần tiền tệ là 34 cm. Bề ngang là có khoảng là 14. Đây là mã số 9. Và bên em có giá giao lưu cả nhà mình tượng nữ thần tiền tệ của ngày hôm nay. Mã số số 9 có giá giao lưu cả nhà 1,8 triệu cho mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay là tam dê. Ba con dê nha, chất liệu bằng đồng. Thì tổng trọng lượng là khoảng 4,8 kg cho mã số 10. Và chiều cao tổng thể là 26. Bề ngang là 23, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 2 triệu đồng cho mã số 10. Phía sau là nảnh cây tùng ha. Cho mã số 10 có trong video hôm nay. Đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11 thì bên em giới thiệu cả nhà mình còn được một bộ trà ha. Một bộ trà hoàng gia. Đó, mã số 11 còn một bộ trà mang đậm phong cách hoàng gia nha. Trên đây là có hình ảnh cung điện hoàng gia đắp nổi đây. Hay mỗi một cái đều có đính hai viên đá màu vàng. Bình cũng đính hai viên đá màu vàng, ly cũng đính hai viên đá màu vàng luôn nha. Đó, chọn bộ này của mã số 11, chất liệu một hộp kim đồng. Khoảng 1,1 kg, chiều cao tổng thể của bình là có khoảng là 26. Và ly mỗi ly là có khoảng là 6 cm, mỗi ly đều đính đá hết lên cả nhà ha. Có giá giao lưu cả nhà mình mã số 11 là 1,5 triệu. 1,5 triệu cho mã số 10, 11 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 là một cặp rùa. Đó, một cặp rùa chất liệu bằng đồng. Bao gồm hai con. Đây mã số 12. Bao gồm hai con rùa. Đây cả nhà xem ha. Hai con rùa chất liệu bằng đồng nha. Đế có chuyện hết luôn ha. Tổng trọng lượng của mã số 12 cặp rùa như thế này là khoảng 1,8 kg. Và chiều dài tổng thể là có khoảng là 15. Và một cặp như thế này. Đây, có giá giao lưu với mình là 1,2 triệu trong cặp rùa. Đây là mã số 12. Mời bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi 13 hôm nay thì còn được một tượng Phật chuẩn đề chất liệu bằng đồng. Có tổng trọng lượng là khoảng 4,2 kg. Và chiều cao tổng thể là 30. Bề ngang là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình tượng Phật chuẩn đề như thế này. Đó, tượng Phật chuẩn đề như thế này là 2,2 triệu cho mã số 13. Rồi tiếp theo 14. 14 là một cái trò tam hạt chất liệu bằng đồng. Đây là một cái trò đồng tam hạt, bao gồm 3 con hạt ha, tạo thành một cái trò rất là độc lạ nha. Có tổng trọng lượng là khoảng 4 kg, chiều cao tổng thể là 39 cm. Bề ngang hạt này qua hạt kia tầm có khoảng là 27. Chất liệu bằng đồng và một bộ trò tam hạt như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc. Mã số 14. Rồi 15 trong video hôm nay. Còn được một tượng Di Lạc cưỡi cá chép. Ở đây là mã số 15. Cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Di Lạc cưỡi cá chép chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 18 kg. Đây cả nhà mình xem ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng như thế này là 7,5 triệu nha. Rất là to và đẹp. Chiều cao của ông là tầm lên có khoảng là 46-47 cm ha. Bề ngang là tầm khoảng là 30, chất liệu bằng đồng. Đây cũng là mã số cuối cùng mà bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà vào những video tiếp theo của những sản phẩm đẹp độc lạ bên Đồ Cổ Cần Thơ của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.